Ok, hello mọi kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ ra video ở full một trận đấu cho anh em xem cái mức đánh đầu mùa anh em cầu thủ đại cầu thủ mười mấy sao thì sẽ đánh sẽ căng thẳng như thế nào nha anh em ơi. Ok nhá, game này đúng solo mà một best Florentino luôn anh em à. Đây, cứ từ từ nha. Anh em solo follow anh em đã biết rồi, cứ từ từ nha, không nên vội vàng nha. Trang bị bản ngọc phù hiệu, anh em có lên top bảng xếp hạng IG là anh em thấy mình ở trên đó, là anh em bấm vào coi cái trang bị bản ngọc như thế nào, anh em biết là thấy hết nha anh em ơi. Có nhiều anh em có hỏi mình, ủa anh cho phù hiệu gì, bản ngọc gì, thì em có việc lên top bảng xếp hạng này em sẽ thấy anh nha. Ok. Lô này chúng về nè anh em à. Cứ fan từ từ thôi anh em ơi. À, support đứng đây nè, ngon này, ngon này. Trời ơi, nó néo bằng bên rồi. Ôi ôi, nó muốn rồi, ôi ôi, lỗi tôi cho bột chật anh em à. Báo support. Trời ơi. Sorry bạn. Mà phải đó mình văng đó mà nó bị néo góc bên kia. Thôi khó anh em à. Lên level 4 nữa. Chưa level 4 con già mít lên nữa này. Trời phải để có con ti là ngon rồi. À, thôi về luôn anh em à. Ôi ôi. Ghê thế nha. Lỗi thế. Đầu game mình hơi lỗi xíu anh em ơi. Né gấp. Rồi 2-1 thì không chọn thì cũng què anh em ơi. Follow nằm xuống chắc rồi. Ok. Đừng cho nó hết chiêu rồi, hết chiêu anh em à. Mình leo với mình đang leo với lại bạn Tuấn với lại Hoài nha anh em ơi. Đầu mùa mình đi ba cho nó dễ đánh nha anh em à. Đầu game anh em cứ farm chứ cho mình nha. Anh em tích điện kim á, anh em quăng chiêu 1 dính người ta hoặc là anh em ý nó cái góc này. Mình chưa có chiêu. Thôi, vẫn may thôi, không được anh em à, thôi lui đi. Gì vậy? Chiêu đâu? Không có chiêu gì để cover luôn ấy. Chịu á. Trời ơi, phải nó bỏ đi lao vô thẳng vô luôn mà chịu ơi. Mình không còn chiêu gì mà cover luôn anh em à. Thôi. Rỉa này đó anh em thấy không, được 3 liệm 2 liên kim này không đó, còn một nữa anh em thấy không đó. Anh em đánh người quăng chiêu một dính này hoặc anh em đánh thường vô một nội tại hay là bình thường vô một cái trụ hay là đánh vô người, anh em vẫn được tích liên kim đấy. Cho nên anh em đánh kiểu như của cách đánh của mình, anh em cấu rỉa là ok nhá. Anh em cầm liên kim anh em xanh sớm này, tem mà có thua anh em vẫn farm được này đấy, chứ anh em cầm ma chú thì cũng anh em mà thọt phát là anh em farm không bao giờ có tiền có đồ để mà chơi tiền bạn đâu. Quan trọng anh em farm có đồ xanh sớm là ok, là anh em được chơi game thoải mái luôn anh em à. Anh em có việc trải nghiệm bắn học bắn ngọc phù hiệu của mình đi, cầm luyện kim là anh em biết liền à. Ôi anh ơi múa nhuyễn quá anh em nha. Trời quăng chiêu một bị chật rồi anh em à, hay kìa. Ba mất hoa này. Mất hoa nữa này. Hai. Mất hoa 2 lần là 3 lần là nhót liền. Ok, lấy nó bao được cái trụ anh em ơi. Đầu game mấy team mình nó dưới cũng lợi thế rồi đấy. Nhưng mà mùa này van theo hơi bị hot bít nha anh em. Ép khó chịu ghê luôn ấy. Van theo mùa này mạnh thực sự anh em à. Ôi dồi ôi, bị móc rồi kìa. Ôi dồi ôi. Pha đó mình tưởng team mình ép được, mình mới xuống đây mình ép lính dưới đây, nhưng mà nó lại mình chơi rồi anh em à, mình không gì chỉ xuống đây đâu. Mà team mình ham sao ấy, bị dính trụ, móc trụ gì. Ôi bây giờ mình phải qua đâu đó, mình nó lót mà đó mình cũng chưa có chiêu anh em à. Rồi mình xuống đây mình ép đùa đám lính nó ngon hơn. Cứ ăn đi. Trời ơi. Hơn thế. Em vô hơn vào đó em giết phút kịp anh em à. Sao nào.
Từ từ nào, chưa có chiêu nhá. Lính dưới còn này, số này đẹp lính dưới các anh em ơi. Ủa, Flo nó muốn rồi. Anh em nhìn map mini nhỏ là anh em thấy Flo nó càng phải không? Toàn Flo cái đau trước luôn anh em ơi, mình thấy mình khắc Flo phải cho Flo né Flo trước luôn. Ôi, ôi, không tối tầm anh em ơi. Ôi trời ơi, vẫn nằm xuống này. Lỗi tôi, dán này tôi đánh hơi ha, hơi bị ham anh em à. Để không có từ từ lại nha anh em ơi. Lên kiểu ông ta. Thôi mất rồi, bỏ đi, số hỗ trợ đồng với gần nè anh em à. Để mình kem cái này lại nè. Trời ơi, bánh heo lên cao thế. Nó vô tới đây rồi anh em à. Không ăn cũng mất thôi. Dùng mình xa quá, phải ăn luôn anh em à. Ôi. Trời anh em ơi, không được rồi. Thằng già nó khó chịu quá đi. Flo muốn tên này. Trời ơi, nó chém không tới tầm kìa. Trời, cái này mình bính lỗi quá anh em à. Rồi Flo 74 rồi kìa. Mình thì 13, game này mình báo rồi anh em ơi. Trời ơi, nó múa rồi, ui ôi. Chơi được nha. Ôi, xích đao đồ này ngon này. Ngon. Xin. Đấy, bắt đầu mình xanh lại nè anh em à. Mấy cái pha mà game như này bị ép rồi anh em, bị đánh đẩy đánh cao một đường lên trước cho mình nha. Chạy đến cao chứ đi. Tay mới tranh cỡ tem. Giờ mình không có chiêu, mình cũng lớn, chả được làm gì đâu. Mình phải đẩy đến cao trước, rồi tem bạn tách tem bạn ra, cho bạn về đép lính đó, mình sẽ ép nó dễ hơn nha. Hay. Để lấy cái trụ bên đây anh em à. Ngay đây cho bạn này. Ồ, không được rồi. Đau quá. Thôi về farm anh em ơi. Flo kìa. Hay kìa, ốp hay. Không được, nó đặt cái khiên rồi trời ơi. Góc hẹp quá, dí vô không có được anh em à. Mấy cái pha biến về thì mình cắt bớt nha anh em ơi. Rồi giờ là sao đây? Là sao đây chờ. Trời ơi là sao đây. Khó thế. Mất cái sao nữa rồi. À, ngon. Ui, hất được phải đó là ngon rồi đấy. Thôi từ từ anh em ơi, bình tĩnh anh em ơi. Mất cái sao bỏ đi. Mình có đi dắt mà thủ được mà. Có van heo ép mạnh mà van heo mà không có giữ vị trí này kia cũng khó lắm anh em à. Ồ, tôi đi vô góc ngu rồi anh em à. Có gì á? Trời ơi, ông support. Má, phải nãy tôi bị nổ chết, tôi chửi ông support. Bọt rồi đây. Sao bị kiếp nổ né ra chứ? Trời ơi. Ui, follow nó cần cái trụ nó múa rồi anh em. Đau đầu dữ chờ.
và anh em gặp flow là khó chơi với mình. Ấy ra chơi được này, ngon. Thằng em vô này, thằng em vô này, thằng em vô này. Trời, lật kìa. Ê, đường dưới nữa nè anh em ơi. Thôi chắc mất một trụ rồi, thủ không kịp rồi, mất đường rồi. Hay tuyệt vời rồi anh em ơi, tuyệt vời rồi anh em ơi. Đừng ham nhá, cứ từ từ nhá. Đang lợi thế lại rồi đấy. Dòng đi. Dâm lên cho mình đẩy hết trơn anh em ơi. Anh em thấy đường dưới không? Chí tem mình đang ăn con đồng, chắc chắn là tem mình sẽ đép ở dưới hoặc là đép mít. Mình cứ lên trên mình đẩy ở trên chút cho mình, chứ không nên vội vàng mà anh em cứ đi theo tem nhá. Giờ này là anh em đi lẻ cho mình, tại anh em đã có đồ rồi, không ai dám bắt anh em đâu anh em. Xui lắm mới bị chặn đường bị bắt thôi, còn không là anh em sẽ không bị bắt đâu nhá. Còn anh em đánh chú ý đường map xíu là được. Anh em để ý map, map mít bắt đầu nhỏ nè, để ý map xíu là được nha. Nè né này, bỏ đi, không chơi nó, xuống đây với tay mình này. Thôi xong, lại là như nào nhờ. Có lợi thế là chút rồi bắt đầu đi lỗi rồi là sao nhờ. Giờ bắt đầu lại vô thế bị ép nữa, khổ dữ chờ. Cái sao mà đang chuẩn bị ra kìa. Lui nhẹ. Không vội. Nhìn sao đây? Nên bạn ép không được đâu, xong tại vì bạn team mình có đi rắc mà. Tại bạn khó ép lắm. Nè. Ok, quay. Câu công ty, câu có tốc biến rồi, Ô. Follow nó kê quá, khó chịu nha. Follow trong bộ nè. Hai trong bộ luôn ấy. Nâng rồi. Bắt follow trước. Bắt follow trước là được. Từ từ thôi anh em ơi, từ từ thôi, lợi thế rồi, từ từ đi. Cứ tham quá. Hay. Trời ơi, ba đen là bị móc kìa. Á, giờ chiêu quái đâu mà bắt nó. Ôi, thằng dài đứng trong đây đâu đây. Thôi về luôn anh em ơi. Thằng ba đen là điểu vị trí kêu quái gì, bị bắt quái trời. Trời, 27 rồi. Lên đồ kia đó, lấy đam đâu bắn chờ. Á, đau đầu dưới ta. Rồi nó mất hay xa nhá mọi người. Nó có phải nít á, nó dòng lẹ lắm ấy. Lấy xa đi. Nó ăn kìa. Chưa. À, có thằng nào trong bộ này. À, kiếp nổ quá, cứ nhẹ hơn một cái rồi nửa cái máu rồi. Ghê thiệt chứ. Căng não mới có pha như vậy nè anh em. À, câu đầu quá anh em ơi. Coi nó có ăn không? Chắc chưa. Chắc flow trong bụi này nè. Không có ai hết, chết đã, chết kỹ anh em à. Đi về cái nè. Ôi, bị móc dính nữa kìa. Muốn về mà về không được ấy. Được rồi. À, giết bóng tì. Chơi được. Lên kiên công. Tôi muốn rồi. Má mất liền luôn rồi. Rồi nhẹ tới, tao tay mình đánh. Trời, tắt biến rồi. Ok rồi anh em, ok. Ăn à, quên rồi. Uầy, căng thế nha, mấy cái pha này là phải đến từ anh em ơi. Thôi sẵn câu này. Xin này. Bảo kê con trụ đi, con lính đi anh em ơi, phần này mất kinh công à. Má mất con dốc xin rồi kìa.
Ôi ôi, hết lính rồi, hết lính rồi. Ôi ôi, kịp không, kịp không? Ủa, chưa sợ à? Sợ đi chứ. Ok, ok, úp được nó là win rồi. Ok, hẹn anh em vào đây tiếp theo ngày mai nha. Anh em nào nhớ yêu cầu mua nít hoặc là tìm nít yêu cầu mới giúp like cho mình nha mọi người ơi. Bye bye. Lên anh em 15, 16 sao anh em ơi.